Tôi xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ Si Nhược Thủy Trinh của em sẽ lên video là ngày 17 tháng 8. Hôm nay em sẽ sale cho mình thêm một phiên cuối cùng của cái phiên sale nữa nha mọi người nha. Bữa trước em nói em có lên hai phiên nhưng mà chỉ kịp lên một phiên thôi. Bữa nay em lên thêm một phiên nữa thì bữa nay em cũng sẽ có sale dày luôn. Và về cách thức mua hàng của cái phiên sale hôm nay nó sẽ khác hơn so với những cái phiên bình thường ha. Là bên em là cọc đi đơn, nhưng mà với những mã nào, những khách nào, dù khách quen hay khách lạ, mình muốn lựa mẫu sản phẩm thêm, mình muốn lựa nhiều mẫu thì mình cọc vô giùm em 500, 300 gì đó để mà mình lựa. Khi mà mọi người cọc như vậy á, thì mọi người sẽ thoải mái cái thời gian lựa hơn. Và khi lựa xong mình nhắn tin qua một loạt giúp em, còn mã nào em chốt mã đó, hoặc mình chốt đến đâu mình nhắn đến đó thì em sẽ bóc ra cho mình luôn nếu có cọc. Còn nếu như mà không có cọc thì là mọi người lựa xong là còn mã nào em chốt mã đó đó. Còn về mình mua ít mã, mình mua 2-3 mã mình lựa một lúc rồi mình nhắn qua bên em thì chuyển khoản hết. Bên em sẽ free ship cho mình đơn tối thiểu là từ 700 chứ không phải là 400 như mọi những cái phiên khác. Tại vì là phiên này em sale rất là rẻ, thành ra là 700.000 khi chuyển khoản hết thì em mới free trở lên. Còn từ 700 đổ xuống 600, 500, 400 gì đó thì mình cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết với đơn đồng hồ, và 30.000 tiền ship khi chuyển khoản hết với đơn giày. Giày mình đóng thùng to, nó nặng hơn và nó sẽ tiền ship sẽ cao hơn. Còn nếu mọi người cọc rồi về máy thì em sẽ bảo hành cho mình là 5 ngày kể từ ngày mọi người nhận. Em sẽ nhìn trên app ngày báo giao thành công là em sẽ tính từ ngày hôm đó. Em bảo hành máy cho mình 5 ngày. Tại vì những cái mẫu hàng này nó đã sẵn có độ khoảng thời gian chạy ở nhà em rất là lâu. Và đây là nó là thuộc dòng hàng bơm, hàng tồn, hàng hoàng, hàng vía. Em cộng vô đây, em like, em xả hết. Có những con em xả lỗ luôn. Nói chung là không phải là em xả lời đâu mọi người. Đừng có nghĩ là em xả lời nha, mấy con này là xả lỗ không á. Thì là em xả xong em về, em thu về tiền để em chuẩn bị xin. Thành ra là em chỉ bảo hành cho mình 5 ngày kể từ ngày mọi người nhận. Và về nước thì ngay cả hàng bán bình thường em cũng, bên em cũng không có bao nước. Hàng Si sẽ không có bao nước và cũng sẽ không có hỗ trợ làm ron chống nước như những cái phiên khác. Phiên của ngày sale nếu làm chống nước bên em phải tính phí nha mọi người. Hoặc mình có thể tự đi ra ngoài làm để dễ hơn nha. Rồi khách nhận hàng nhớ quay video khi mở hàng giúp em. Bên em chỉ hỗ trợ những vấn đề bể hàng, sai hàng, mất hàng, thiếu hàng dựa trên cái video đó. Không có video mở hàng bên em không có giải quyết được. Đây là quyền lợi của mình, mình nhớ lưu ý giùm em. Và số điện thoại em có để trên bảng là 496 đuôi. Mình có thể chuyển khoản, mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thời gian check đơn của em là từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi tối. Sau 10 giờ em chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Và số tài khoản em để trên bảng là 3 số. Mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản ghi nội dung giúp em cọc mã nào. Tại vì hàng sale em cần biết cái nội dung mã sale để em bóc ra không bị nhầm lẫn của mình. Tại vì quá nhiều mẫu. Và mọi người lưu ý nha, một mã hàng nếu khách nhiều khách hỏi trùng một mã hàng mà khách chuyển khoản trước thì em phải chốt trước. Mọi người lưu ý giúp em là như vậy. Hoặc mình muốn lựa nhiều mẫu mình cọc giùm em trước một khoản tiền, sau đó mình hãy cọc, sau đó mình hãy lựa xong lựa đến đâu nhắn tin em đến đó là chắc ăn mình có mã nha mọi người nha. Còn đợi mọi người lựa xong rồi mọi người mới chốt á, thì chắc chắn là sẽ có những mẫu hết. Thì nếu mình đồng ý cái vấn đề đó thì là mình cứ lựa thoải mái. Lựa xong mà đến lúc mọi người muốn chốt mọi người nhắn lại em còn mã nào em chốt mã đó nha. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã U. U1. Mã U1 nha. Cái này bữa trước bán 700, cái này là bản dây dù của DW, độ mới cao. Con này giống như chưa có xài á, nhưng mà nó không có táp thôi, ra là nó chưa có xài. Size 36 cho em nè. Bản dây dù, jean luôn, khóa jean size 36, vỏ vàng hồng, bản classic. Chưa có xài đâu nha mọi người, nó mới tinh tình luôn nha.
Rồi chiếc này bữa trước bán 700, bữa nay sale cho mình còn 350, 50% nhá. Em bán máy này em bảo đảm mọi người không bao giờ em lời mấy cái này đâu. 350 cho em, mã chiếc này là mã U1. Lên cho em mã U2. Chiếc này bữa trước bán 500, bản thép đúc. Ì né, xài máy Citizen, dòng của Citizen. Mặt màu tím sữa nè, tím thanh thanh, nhạt nhạt, tím thạch đó. Đằng sau như thế này cho em. Đó. Thép đúc, khóa bấm, xịn sò. Size chiếc này là size 25,7, là gần 26 nha. Lên tay cho em như thế này nè. Cái này phom tay 15, 14 năm, 15. Phom tay ngắn cho em nha. Phom tay ngắn em sẽ sale rẻ. Làm mắt thì em tính thêm 70 cho đến 100 tùy theo khu. Tùy theo cái vòng tay mọi người bự hay nhỏ, nằm một hai mắt thì nó rẻ hơn. Cái này em sale cho mình còn 200. 200 cho em mã U2. Lên cho em mã U3 nè. Cái này bữa trước em bán 660 vì nó kèm theo tới hai bộ dây và một bộ dây đang lắp. Đây. Một bộ dây đang lắp nè, màu hồng, dây zin nha. Và một bộ hai bộ dây cũng zin luôn nè, là ba bộ dây nè. Ba bộ dây, ba bộ khóa zin luôn, bên em không lấy một cái gì lại hết á. Về sau là em bán vậy nha. Rồi ba cái niềng nè. Ba cái niềng như thế này cho em. Bản này bản 6 kim của nhà Fully Fly, có lịch gốc 3 giờ, niềng thay được, tự thay được luôn. Size 36 nha. Ba bộ khóa, ba bộ dây và ba bộ niềng, bản 6 kim luôn á. Rồi em xả cho mình còn 330 cho em U3. Lên cho em mã U4. Cái này Quy Quy xài máy Miyota xịn nè. Quy Quy xài máy Miyota xịn nha. Cái này em lấy tiền bộ dây thôi, chưa tính bộ máy cục pin luôn. Size 30 nha, dây mới nè. Dây mới, khóa mới luôn á. 100.000. 100.000 cho em U4. U5 em lên tiếp DW nè. Nguyên tát cho em nè. Tát DW luôn nha. Nguyên tát khóa zin cho em, khóa vàng hồng DW nè, còn siêu nè. Size 36 nè. Đó. Dây mới nha, dây mới, khóa đằng sau còn tem luôn. Nói chung chưa có xé tem xài, chưa có xé một cái gì hết luôn. 350.000 nè, giảm 50% luôn. Ở đâu ra có giá DW quá hời luôn á mọi người. U5 cho em. Rồi lên cho em U6. Tới cái này bữa trước em bán 300. Cái này là dây da đà điểu xịn nè. Cái này em lấy tiền bộ dây thôi, thực sự luôn. Da xịn đà điểu nha, khóa inox xịn nha. Đây vỏ nè, mạ vàng của dòng Alpha Alpha nha. Size 24 nha. Chiếc này hết pin em sẽ thay pin đi đơn cho mình. Rồi 160 cho em U6. U7 em lên tiếp cho mình. Cái này bữa trước em bán 300. Cái này vừa kim vừa điện tử nha. Mà cái này là thiệt, hồi bữa em bán là nó chạy hết cả hai, mà bữa nay nó hết chạy rồi nè. Cái này không biết có bị hết pin không, khóa gài thông minh zin nè. Cái này em bán bằng tiền bộ dây thôi, cái vỏ em chặn rồi mình luôn á, cái máy em tặng luôn á. Size 30,5, dọc 36,6, dây đẹp quá nè, dây zin luôn nè. 100.000, tự xử 100.000. U7. Rồi U8 nha. U8 tới cái này bữa trước em bán 600. Da đà điểu xịn em thay nè. Cái bộ dây này không thay hết 150.000 rồi đó. Chưa tính khóa, rồi cái dạng dây khó thay nữa. Size 28 nha. Size 28 còn nguyên cái bọc chưa bóc nè, của hãng Monbus nè. Đằng sau còn tem luôn, xài máy vàng nha. Vỏ màu vàng tây, vàng hồng cho em, đẹp chưa? Quá sang xịn mịn luôn. 300 cho em U8. Rồi U9. Cái này T-Mate 520. Bữa trước bán 520 nha.
Để coi có đèn không nhờ. Không thấy có đèn. Con này không có đèn. Size 38. Kim là kim đỏ nha. Số 2, số ngoài, số trong dễ nhìn giờ nè. Dây dù cho em. Dây dù cho em. Khóa zin dạng xỏ. Không có dập hiệu. 520 em xả còn 250. U9. U10 cho em. Đề đi sale bữa trước em bán 1,1 triệu mà con này nó bị chút xíu cái kính nè, thấy không? Nhưng mà nó vẫn chống nước nha. Không phải nó bị lủng ở trong mà nó bị bên ngoài á. Bị bên ngoài bên trong nó vẫn còn. 6 kim một góc lịch 3 giờ chống nước 100 m. Bên này kim cam, đồng hồ màu cam nè. Size 49,2, ngoài ra không bị gì, chỉ bị chút xíu cái kính này thôi. Kính nó tràn viền và có thước đo như này. Bản này bản mắc tiền của nhà đi sale, triệu mấy không à. Núm zin cho em nha. Da da cá sấu xịn nè. Khóa zin nè. Nắp sau nó vặn ren chống nước cho em. Bản thép đúc. Bị cái kính chút xíu thôi. Rồi em xả luôn nha. 1 triệu mốt em xả 600. Mã U10. Rồi U11. Mắc da cốt 600 nguyên táp nè. Dây zin xịn luôn. Máy xịn nha. Còn chưa xé siêu xài nè. Chưa xé siêu đằng sau nè. Chưa xài luôn á. Mặt xuyên thấu từ trước ra sau. Size 25. Từ trước ra sau 4 góc là 4 cái chữ cái của chữ mắt nha. Hàng nguyên táp chưa xài của nữ đeo nè. Hàng hiệu đó. Nhìn biết hàng hiệu rồi. 300 luôn cho em đi. U11. Rồi U12 nha. Rồi cái mớ dây U12 nè. Một bộ dây là 10, dây inox xịn nè. Dây này dây của Nhật có tát in nè. Dây đầu 12 inox nè. Dây đầu 16. Dây thể thao cũng của Nhật nè. Tát Nhật đàng hoàng nè. Và một dây đầu 10. Dây chun vàng đầu 10 tát in Nhật nè. Và một dây đầu 14, dây da tát in Nhật của Mimusa có khóa vàng nè. 4 dây này bữa em bán có 300 ngàn. Bữa nay em xả cho mình còn 200 ngàn nha. Coi như một bộ dây 50 ngàn. 200 cho em U12. Lên cho em mã U13. DW này 480. Bữa trước bán xài rồi ha. Size 36 xài rồi còn đẹp. Dây còn đeo được. Dây zin bản classic. Đó. Khóa zin. Vỏ vàng hồng. Size 36 cọc kim vàng hồng. Rồi xả cho mọi người còn 260. U13. Lên cho em mã U14. Cái này bữa trước em bán 600. Cái này là dây xương cá 6 kim. Cọc kim vàng. Ê, cọc kim dạ quang. 6 kim thứ nè. Ngày nè. 12-24 giờ. Khóa gài thông minh dây xương cá. Nắp sau như thế này cho em luôn. Chống nước là 200 m dòng lặn. Nắp vặn riêng chống nước. Cái này phơm tay... cái này phơm tay 16 năm đổ về đeo giùm em nha. Mình muốn nới thêm mắt thì bên em tính thêm phí. Đó. Size chiếc này là size 36,3. 36,3 cho em. 300 ngàn. U14. U15. Cái này bữa trước bán 350. Vỏ đồng cổ. Cái này hết pin em sẽ thay pin rồi đi đơn nha. Size 23,4. Vỏ đồng cổ. Khóa đồng. Đó. 350 còn 107. U15. U16. Cái này bữa trước bán 300. Cái này 6 kim thiệt luôn á. Mặt xanh nha, xanh thủy nè. 6 kim thứ ngày luôn, 24 giờ 6 kim thiệt.
Size 34. Size 34 nha. Vỏ xung quanh nó có nhăm 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 nè mọi người thấy không? Đó, còn cái máy thì ok. Dây là dây da bò vân em thay. 6 kim thiệt. Rồi 150 cho em luôn U16. U17. Cái này bữa trước bán 450. Dây lụa 450 của nhà Ben Rus. Cọc số La Mã đính một viên kim cương góc 12 giờ size 31. Dây khóa gài thông minh. Nắp sau như thế này. Đó. 450 còn lại cho em 230 U17. U18. Cái này 400. Cái này là 6 kim. 6 kim relax. Còn siêu trước chưa xé nè. Nhựa thể thao size 393. Đây vỏ nhựa thể thao giống dòng ai vậy. Đằng sau còn tem của nhà Relax. 6 kim thiệt nha. 400 còn 200. U18. U19. Cái này bữa trước em bán 520 nè. Đẹp chưa? Rovendino hiệu Pháp Paris bản kim rốn cọc số La Mã quá đẹp. Size 25. Mọi người nhìn dây nha, dây mảnh mà là đúc nha. Dây dạng ô vuông xếp rất là đẹp luôn. Nắp sau như thế này. Đờ mi vàng, cọc số La Mã quá sang con nữ này đẹp quá nè. 520 còn lại cho em. 207. U19. Lên cho em U20. U20 tới cái này bữa trước em bán 300. Vỏ mạ vàng hình các em hình em bé anh ba kim mà trái tim dễ thương quá. Size 27,3 nha. Dây nè, dây này là dây dập bên bên đó người ta lắp làm sao em để vậy á. Đó, nước vàng còn mới. 150 cho em đi. 150 con anh ba dễ thương này mã U20. Rồi U21. U21 tới cái này. Cái này bữa trước em bán 700, test nó 6 kim. Test nó 6 kim, kim dạ quang nha. Cái viền này nó hơi chấm chấm trắng nè. Ngoài ra ok. Size 42. Khóa gài thông minh. Đằng sau nắp vặn riêng chống nước. Thấy không? Chống nước nè. Chống nước bao nhiêu đây? Chống nước 100 m. Dây đút khóa gài thông minh. Cái này phom dây 17 năm. Phom dây 17 năm á. 17 năm. U21 nha. Cái này ai tay ai bự làm mắt thì tính thêm phí ở vài chục ngàn. U21 cho em cái này em 700 còn lại cho em 360. U22. Cái này bữa trước em bán 350. Anh ba su xét dạ quang full mặt cọc số học trò. Size 24,3 mạ vàng. Dây của nó lắp bển sao em để như vậy. Khóa vàng. Con này là dạo quang full mặt. Đẹp chưa? Mạ vàng chanh. 350 còn 160. U22. U23. Cái này bữa trước em bán 700. Con này là con Echo hàng hiệu, con Hà Mã Echo hàng hiệu hay có trong quần áo với lại giày rồi đó. Size 40,8, ngang dọc là 40,7. Dáng vuông mặt tròn, tọa độ không xoay, thép đúc. Khóa zin dập hiệu, nắp sau. Chống nó 100 m cho em. Đẹp chưa? Dây thì dây dài, cái này xả mà thiệt tiếc tiếc sao trời. 400 cho em U23. U24.
tới cái này. Cái này bữa trước em bán 300. Con này con vỏ đồng cổ của nhà Senko Evenus nha, kim ngỏng xịn, cọc số hộp trò, size 23, dây xịn, khóa xịn, em thay. Cái này giống như lấy lại tiền dây vậy. Dây này là dây da trăng, da bò dập vân da trăng. 150 cho em. U24, U25. Cái này bữa trước em bán 600 của nhà Phô Siêu. Cọc kim có dạ quang, có thông số dễ nhìn phút, dòng blue, sóng nước 50m, size 38,7, niềng xoay tọa độ, hai bên là nhám, ở giữa là bóng, khóa gài thông minh, dập hiệu, nắp sau nắp vặn ren chống nước, chống nước 50m. Đó, dây dài nha. 600 còn 300 cho em. U25, U26. Cái này bữa trước em bán 500. Con này là con Thụy Sĩ Chevrolet máy Swift, cọc số kim cương, dáng giống Blue Nova, dáng giống Longines, size 23,6, đờ mi, khóa zin dập hiệu, dạng bướm hai bên, nắp sau như thế này. Đó, Swiss Zealand, dòng Chaler Volex, dáng thanh mảnh, dây đúc sang cực luôn. 500 còn lại cho em 250 con Thụy Sĩ này. U26. Rồi U27. Cái này bữa trước em bán 650. Con này con đờ mi, đờ mi giắc quét, cái này khách gửi em bán mà đều độ mới cao đi, người ta mua người ta không đeo nè. Kính sapphire giắc quét Bauer hiệu Pháp Paris, mặt khảm trai xà cừ, cọc số La Mã nha, size 33,4, núm lính đá cho em đằng sau như thế này. Hiệu Pháp Paris còn táp cho em, dây đờ mi dạng hạt gạo bự nè, lên tay như thế này sang nha. Kính sapphire 650 giảm cho mình còn 400. 400 cho em. U27, U28. Cái này bữa trước em bán 420. Nesta Ren nội địa, niềng xoay tọa độ, vỏ thể thao, dây em thay, size 43,9 cho em. Nesta Ren, hàng nội địa dập bên, còn tem, chống nước 5 ATM nha. Đó, niềng xoay tọa độ cho em 420, còn cho em 201. U28, lên cho em mã U29. Cái này bữa trước em bán 400. Da đà điểu xanh, xanh Việt Quốc, Phara khảm trai cho em, cọc số học trò, đang chạy đúng giờ, mặt khảm trai sờ cừ, size 20,3 ngang, dọc 25,7, đẹp, độ mới cao, dây đa điểu em xịn nha. Bộ dây không hết 150 ngàn. Rồi xả cho em 200. Giờ đeo không cần làm gì hết. 200 cho em. U29, U30. Em lên cái này. Bữa trước bán 660. Khóa gài thông minh Kansai hiệu nè, nội địa dập ben, 6 kim thứ, ngày 12-24 giờ cho em, bên trong những cái ký tự là màu inox, size 38,3, 6 kim dây thép, khóa gài thông minh, nắp sau nè, nắp vặn ren chống nước, chống nước 100m cho em, xịn sò từ trước cho tới vỏ luôn, dây dài nè. 660 còn lại cho em 400. U30, U31. Tới cái này bữa trước em bán 500 con hắc lay nè, hắc lay luôn nha, hàng xịn sò nha, máy Thụy Sĩ Swiss Mod nha, hắc lay xịn đẹp cực, size 26,4, dây nè, khóa gài thông minh đằng sau như thế này. Hắc lay máy Thụy Sĩ đàng hoàng, đơn giản tinh tế nhưng mà đúng chất dân hàng hiệu nha. Đó, 250 cho em Thụy Sĩ. U31, U32.
Cái này bữa trước em bán 500 Senko. Senko lịch 3 giờ nha. Con này dây ngắn này mình mua thay dây cũng được, size 35. 5 mm. Dây ngắn nha, dây con này chắc em đeo vừa quá. Đeo 15 mà. Rồi em bán 200, mọi người đi mua hai dây da đi. Làm mắt thì tính thêm phí. U32 lên cho em mã U33. Cái này bữa trước em bán 750. Dây zin nè, gửi lại. Dây màu guốc zin. Thay cho mình dây da đà điểu xịn. Bản đính kim cương có cháu của nhà Maxacos. Con này quá đẹp luôn á. Size 277 nha, vỏ vàng hồng, đằng sau mông vàng hồng luôn, khóa zin luôn, dễ thương cực kỳ luôn. Chiếc này không lấy hối hận, quá đẹp, quá xinh. Maxacos hiệu. Bữa trước bán 750 là mọi người biết là nó đẹp cỡ nào. 400 cho em U33. U34. U34 cho em tới cái này. Này bữa trước em bán 400. Bên trong đính xoàn. Size 27,2, hình con gì ôm lên nè. Độc lạ, dây đồ độc lạ. 400 còn 200 cho em U34. U35. Tới cái này. Vừa trước em bán 608. Dán oval 608 cọc số học trò. Trăng sao full lịch. Tùm lum la lịch luôn, size 30,1 nhưng cho 35,6 nha. Em chưa có chỉnh lịch gì hết trơn, chỗ mới chỉnh cái ngày nè. Nữa đằng sau còn tem chống nước 5 ATM nè. Dây xịn. 608 còn lại cho em 400. U35. U36. Này bữa trước em bán 400 con Arin da đà điểu xanh navy. 4 góc cọc số học trò, size 32,4. 2 kim, hiệu chính là kim, kim chính là hiệu. Ở đằng sau như thế này, máy dập bên. Da đà điểu khóa xịn, em chắc em lấy tiền bộ dây bộ khóa thôi. 200 cho em. U36. U37. Này bữa trước em bán 550, like đúng một lần duy nhất. Con rớt hiệu. Rớt hiệu cho em. Đang chạy niền băm cho em vỏ vàng nè. Size 30,2 ở đằng sau như thế này. Đó. Rớt hiệu. 550 còn lại cho em 350. U36, U37 nha. U38. Cái này bữa trước em bán 250. H2O mặt tím nha, dạng tím mà tím tím thạch đó. Đằng sau còn tem nha. Đang chạy luôn. H2O. 250 còn lại cho em 130. U38. U39. Cái này bữa trước em bán 600. Senko xịn, đồ mi xịn nha, đẹp cực kỳ, cọc số học trò nét thanh nét đậm. Dây hạt gạo đồ mi nắp sau nè. Hạt gạo mà xung quanh còn gạch gạch dạng sọc sọc nữa. Xinh chưa? Quá xinh của nhà Senko luôn. Rồi còn 300 cho em U39. Lên cho em mã U40. U40 tới cái này bữa trước em bán 200 nè, con da xít máy vàng. Cọc số học trò dây thể thao. Size 38, khóa inox em bán 100 ngàn luôn. 100 ngàn cho em nha. U40. U41. Cái này bữa trước em bán 350. Đây.
Baby girl dạng nhựa trong màu ghi xám nè. Mày mua cho bé đeo được á, đèn đốm đầy đủ nha. Size ngang 394. Mày mua cho bé trai đeo đi học đồ. 350, còn lại cho em 170. U41. U42. Cái này bữa trước em bán 400. Dây em thay nè. Dây da xịn em thay nha, dây mềm. Ở trong đây có đá chạy vòng vòng bản Noel cây thông nè. Size 33 cho em nha. Size 33. Đó. Rồi. 400 còn 200. U42. Rồi U43. Cái này bữa trước em bán là 500. Cái này là dạng hạt gạo mạ vàng trắng và vàng 18K hạt gạo. Những cái viên hạt gạo rất là xinh. Albino dòng mạ vàng trắng đính xoàn. Size 18 là đính trên này nè. Nó dạng lắc. Nắp sau như thế này cho em. Dạng đó đính một viên ở đây. Đeo tiểu thư má la luôn. Nó sang lắm. 500 còn 250 cho em. U43. U44. Baby G bữa trước em bán 400 6 kim. Baby G 6 kim cho em dạng mặt trà. Size 366 nè. Này phông tay 15 năm đổ về nha. 200 cho em. U44. U45. Cái này bữa trước em bán 750 tặng dây nè. Giờ khỏi tặng dây bán xả luôn đi. Đây dây Aramis xịn có nứt nha. Muốn mua dây thêm để em bán dây thêm này khỏi tặng đi. Limited cho em nha. 2011 kỷ niệm 40 năm. Size 38 nè. Vỏ vàng hồng. Kim xăng của nó là kim 24 giờ. Cái này 3 kim, một góc lịch 3 giờ. Vỏ vàng hồng sang. Rất là sang luôn. Khóa zin dây zin 400. U45. U46. Cái này bữa trước em bán 400. Gia đà điểu xịn. Bộ dây không hết 150. Bộ khóa 30 nữa hết 180 rồi nè. Size 28,5. Một góc lịch 3 giờ Thụy Sĩ nha. Đang chạy. Đó 500 nè. Bữa trước bán 500. Rồi bà rồi xong xả còn 400. Em bán chiếc này 200 luôn Thụy Sĩ. 200 cho em nha. U46. U47. Tới cái này. Bữa trước em bán 500. Mặt khảm trai sờ cừ của hiệu Rust. Bản hình trái tim, mặt trái tim luôn nè. Dây trái tim mà mặt kính cũng trái tim luôn, bao đẹp. Phôm tay là em đeo vừa luôn là 15 năm thôi nha. Rồi 500 còn 250 cho em. U47. Rồi U48. Cái này bữa trước em bán 500. Dây nhung. Dây nha nhung dạng lộn á. Ở trên này nó có đính này đẹp ha. Dạng màu xanh. Size 33,2. Vỏ mạ vàng, kim vàng. Ở đằng sau như thế này. Khóa zin. Lên tay cho em. Ừ. 500 còn lại 250. U48. Rồi U49. Cái này bữa trước em bán 300. Anakin khóa zin. Anakin mặt trắng khóa zin. Nắp sau như thế này. Đây lên tay nè. Phơm tay 15 em đeo vừa luôn. 150 cho em. U49. U50. Cái này bữa trước em bán 350. Dây em thay vân cực đẹp nha. Khóa của nó dây em thay Milatron là máy city vàng luôn á. Size 24,6 cho em.
đằng sau như thế này. Dây em thay độ mới cao đó, 350 còn 170 U50. Lên cho em U51. Chiếc này Thụy Sĩ, bữa trước em bán 700 nè. Da đà điểu xịn và khóa là em thay nha. Bọc vàng như này nha, lâu ra Astley nha. Size 22,3, dọc 22,4. Bên hông là dạng găng cưa hoa nè, đẹp chưa? Núm đính đá xanh ngọc, đẹp quá. Sweet matte Thụy Sĩ. Trời, chiếc này đeo bao đẹp luôn. Ngất ngay con gà tay. 700 còn 400 Thụy Sĩ cho em U51. U52. Chiếc này bữa trước em bán 660 nè. Rồi da Ace, kính giác cạnh kim cương, vỏ mạ vàng. Đeo lên thì khóa nè, khóa vương miện. Mở lên vậy, đóng vô vậy, dập hiệu. Đó, đằng sau như thế này. Rồi da Ace, sweet mod máy Thụy Sĩ. Chạy đúng giờ luôn cho em. 660 còn lại cho em 340. U52. U53. Tới cái này bữa trước em bán 350. Rolex 350, Bini, vương miện, đờ mi. Size 24. Nó là dạng khóa mở ra như thế này. Rồi mình móc vô như thế này cho em. Đó. Rolex này là hàng si máy Nhật. Nắp sau nắp vặn. Đồ mi, viền đồ mi. Cái này form 15, 16 đeo. 170, U53. U54. Cái này bữa trước là 480. Dáng vuông của nhà Anakin. Dạng tanh vuông. Khóa zin dập hiệu, dây đúc. Đằng sau như thế này. Đó, thai lình Thái Lan. Sai ngang là 243, dọc 257, luôn càng 335. Lên tay cho em đeo dễ thương chưa? Cái này nam tay nhỏ mới đeo được nha, hoặc là nữ đeo. Phơm dài, dây dài má ơi luôn. 408 còn lại cho em 250. U54. U55. Bạc đúc, bữa trước like đúng một lần duy nhất 608, da đà điểu xịn và khóa hết 180 rồi nè. Size 32, 318 nè, truyện bạc đúc 925 silver nha. Một góc lịch 3 giờ, cọc số la mã, mặt lục lăng. Lên tay cho em. Trời, like đúng một lần duy nhất 608. Em để cho mình 350. Bạc đúc da đà điểu không hết 180 ngàn. U55. U56. Cái này bữa trước em bán 300. Baby girl 300 dạng kim. Mặt màu trà. Size 34,8. Dây nóc đúc. Phơm tay đem đeo vừa y luôn. 15 cho em dây. Còn lại cho em 130. U56. U57. Rồi đóng dây này nữa. Bữa trước bán 300. Một cái dây tách 1800 in à, khóa luôn. Đầu 12, dây da xịn. Một cái còn nguyên giá luôn nè. Đầu dây lụa khóa gài thông minh của Citizen. Đầu này đầu 12. Rồi đầu này đầu 14, dây da xịn. Còn tát luôn khóa vàng. Và dây này là dây thể thao. Có khóa luôn đầu 17, đều còn tát hết. Rồi 200.000 cho em 4 bộ. 200 U57. Rồi U58. Cái này bữa trước em bán 500.
Võ mã vàng, cọc số la mã mặt hai lòng, khóa vàng ươm, khóa zin. Chiếc này là năng lượng nha, em chưa có sạc á, sạc xong mới đi đơn. Con này năng lượng, size 274, dây zin, khóa zin, độ mới cao, 250 cho em. Con này khóa, cái bộ khóa nó không đủ tiền nè. Khóa đẹp chưa? Dòng nhỏ này không có khóa đâu, trừ khi zin thôi. 250 năng lượng, không cần phải tốn tiền pin hàng năm. Nhận hàng chỉ cần sạc đèn giúp em là được. U58. Lên cho em mã U59. Này bữa trước là 550 nè. Da đà điểu xịn và khóa là em thay bộ dây này, bộ khóa hết 180. Vỏ bọc vàng cho em, này là hãng Zinlot X Japan, cọc số la mã nè. Xịn nha. Nước vàng còn mới cực kỳ luôn. Giả mang mới. 550 còn 207, U60 cho em. Cái này bữa trước em bán 600. Dây đúc 600 QK. Đó, mặt ở trong Citizen QK 6 kim nè. Thứ nè, ngày nè, 12-24 giờ. Size 30,6, viền cọc số la mã, dây thép. Phơm tay 16 đổ về. Xịn. 600 còn 300, bộ thép không rỉ, đẹp quá. Mã U60 chứ. Lên cho em U61. Cái này bữa trước em bán 400. Dây zin gửi lại, dây giải cargo gửi lại. Em tặng mình bộ dây mới lắp rồi, khóa zin đang chạy nha. Size 21,2 nhưng 26,7. Ôm phơm cho em nha. Con này ôm phơm cực kỳ luôn. Nè, nó ôm lắm. Nội địa Nhật. Rồi 200 mua 1 được 2. U61. U62. Này bữa trước em bán 450 nè. Kính tràng viền thủy vàng, kim xanh navy, kim ngỗng, cọc số la mã nha. USA viên tẹt nè. Da bò dập vân, da trăng em thay và khóa là em thay. Bộ dây xịn cực kỳ. Cái hiệu nó lạ nha. Người ta có 24 giờ, nó hiệu 25 hao nè. Độc lạ. 450 còn lại cho em là 230. U62. U63. Cái này bữa trước em bán 200. Cầm nặng tay nha. Vỏ kim loại nè, đang chạy luôn. Thể thao, dây xịn, dây silicon chống thấm nước. Bán bằng tiền bộ dây. Size 41. 200 còn 100. U63. Lên cho em mã U64. Cái này bữa trước em bán 500. Dây đốt mix với lại đá ceramic, bên trong là đính xoàn, xung quanh toàn bộ khảm trai đen, size 26. Lên tay cho em, đẹp ghê luôn á trời. Xuất sắc con bà lắc. Đâu rồi? Cái bọc mới quăng đi rồi. Ủa, mới quăng bọc đây đâu trời. Đây, 500 còn lại cho em 250. U64. Lên cho em U65. Cái này bữa trước em bán 380. Dạng dây hạt gạo, mặt khảm trai xanh là Marie Kelly hiệu Pháp Paris. Khảm trai xanh rất là cưng. Đính, không phải đính, lộn, nhìn lộn. Đẹp chưa? 380 còn lại 190. U65. Lên cho em mã U66. Cái này bữa trước em bán 400. Đờ mi 400.
cọc số học trò, hết pin em thay pin rồi mới đi đơn, xe 33,4. Khóa gài thông, ấy lộn, khóa này là khóa gà lên gà xuống, bản dây lụa viên tẹt nha. Gà lên gà xuống, tay nào cũng vừa. 200 cho em thay pin rồi đi đơn. U67. Cái này bữa trước em bán 350. 350 Senko Birit, cọc số học trò đang chạy, đờ mi kẻ chỉ, size 23,6, dây bò, khóa nhật. Đẹp chưa? Của Senko chính hãng. 350 còn 170 cho em U67. 68. Cái này bữa trước là 570 nè. 570 cho em Renoma Paris Pháp, bản kim rốn, mặt xanh đen, dáng oval của nữ, dây đúc xịn nha. Con này dáng cực chất luôn. Dây nó là dây 16, khóa zin, khóa dập hiệu. 570 bán cho mình còn 570 là còn lại cho em 270, giảm 300 luôn. U65, em lộn nha. U68, 270 là U68. U69, cái này bữa trước em bán 350. 350 lanh xếp, đính 4 viên kim cương, size 23,2. Đó, đẹp thương, dễ thương. 350 còn 170 cho em U69. Lên cho em mã U70. Cái này bữa trước em lên là 400 nè. Argin mặt hồng dây đúc. Ở ngoài mặt nó hồng hơn trong video nha. Dây đúc mặt hồng argin. 400 còn 200 cho em U70. U71. Em lên cái này bữa trước em bán 450. Cái này em thay khóa xong rồi em đi đơn nha, bữa quên khóa luôn. Da cá sấu xịn nè, da cá sấu nâu choco nè, ở ngoài bóng đẹp. Đây, đờ mi vàng, mấy cái con xịn thì em mới thay dây cá sấu với đà điểu nha. Size 25,2, 4 càng đờ mi cho em, độ mới cực cao. Nắp sau như thế này, của nhà Senko. Dòng Senko Avenut. Đây, cá sấu xịn, đeo ôm tay cực kỳ. Nâu sô cô la, nâu đẹp. Rồi 450k còn lại cho em 230. U71. Lên cho em mã U72. Cái này bữa trước em bán 500, con này con G-Shop chính hãng nha. G-Shop chính hãng cho em có đèn đốm đầy đủ. Cái này đeo đi làm quăng quật nè. Size 42,8 cho em, đằng sau như thế này, mã DW. Cái gì? 9052. Đó. Tình trạng là có xước xước nha. 250 cho em U72, bán giá bèo bọt mây trôi. U72 250. U73. Cái này bữa trước em bán 300. Senko cọc số học trò, size 23,5. Dây là da bò cà phê sữa cho em 300 còn lại cho em 150. U73. Lên cho em mã U74. Cái này bữa trước em bán 520. Skyren thương hiệu Đan Mạch, dáng mỏng, mặt hai lòng cho em, da đà điểu xanh với lộn xanh rêu em thay. Size 28 đằng sau như thế này, cây ren thương hiệu Đan Mạch. Dây và khóa là em thay nha, bộ dây bộ khóa hết 180. 520 cho mình còn 270.
U74, lên cho em mã U75. Cái này bữa trước em lên 500, dây đồ mi. Dây đồ mi 500 hiệu Pháp. Cọc số la mã cho em. Đằng sau như thế này, ký hiệu bọc vàng, vàng trắng BDB và RB, vừa vàng trắng vừa vàng 18K nè. Có từng hiệu dập ở trên mắt dây luôn cho em. 500 còn 250 U75. U76. U76 cho em tới cái chiếc này. Cái này bữa trước em bán 400. Dây xanh navy, vỏ mạ vàng, máy vàng ươm, cọc số la mã, nắp sau còn tem dập bên Morven, độ mới cực cao nha. 400 còn 200, bộ dây cực đẹp luôn. 200 cho em U76. U77, lên cho em mã U77. Cái này bữa trước em bán 500, cực đẹp, đính kim cương, đính Nevada hiệu, hiệu Pháp, góc lịch 3 giờ, nắp sau như thế này. Dây đẹp, gõ đẹp, nó sáng trưng. 250 cho em U77. Lên cho em U78. Cái này bữa trước em bán 350. 350 cho em đồ mi nha, dịch Conan đồ mi nè. Đằng sau như thế này. Đó, lên tay. Cái này dây của nó tầm 15, 14 năm mà. 15. Rồi em bán 120. 120 nha, làm mắt em tính thêm phí. U78. U79. Này bữa trước em bán 520. Đây, Mickey Tokyo Disneyland, cọc số la mã nha. Size 30.8, đằng sau như thế này. Dập bên Morven, dây và khóa là dây em thay khóa về sao em lắp dậy. Nước vàng mới. 520 còn lại cho em 207. U79. U80. Lên cho em cái này. Hồi trước em bán 300. Viền nè. Viền cọc la mã, viền cọc số hộp trò mà nó làm ở trên viền đây nè. Bên trong là cái kim. Size 25. Dây và khóa của nó dây em thay. Đó, độ mới cao. 300 còn 150 cho em U80. Lên cho em mã U81. Cái này 300 em xả luôn đi, em bị vía con này nè. Khóa zin, dây em thay còn nguyên siêu, đằng sau còn tem máy Nhật. Nguyên táp chưa đeo, size 35.4 Harry Potter. 150 cho em U81. Em mã U82. Cái này bữa trước em bán 450. Nguyên tát mắt dự phòng đầy đủ. Dây đốt mặt khảm trai xà cừ, kính dắt cạnh kim cương. Kim vàng hồng nha, đính đá đây mình nha. Dây là tầm 16 đổ về, đeo mắt dự phòng có mà quên, tự nhiên đôi dây khùng. Kính dắt cạnh kim cương. Đây, khảm trai sờ cừ Lancetti nha mọi người, hàng xịn đó. 240 cho em U82. U83. Lên cho em này, bữa trước em bán 300. Jacid máy Nhật, cọc số hộp trò, dây gài đến đâu khóa đến đó, khỏi cắt mắt. Size 24.2, da xít xinh lam, máy Nhật xịn. Nội địa, ăn chắc mặt bền. 150 cho em U83. U84.
Cái này bữa trước em bán 300, con này con thể thao mà cầm dây cực mướt nha, dây màu khoai môn nè. Cực mướt cho em luôn. Bấm gì nó ra gì trời. Đây. Nguyên siêu chưa bóc. Xả rồi 300 mà xả còn 180 à. Rồi xả luôn 100. U84. U85. Cái này bữa trước em bán 400. Dây này mình có thể xuyên qua được nha mọi người. Như dây da vậy, dây lụa mà như dây da vậy. Khóa inox nè, dây inox Vinarao mặt cam trà. Size 24,7 đằng sau như thế này. Máy nhựt nội địa. Lên tay cho em 400 còn 200. U85. U86. Cái này bữa trước bán 350. Đây. Hàng hiệu Club nè, Paris Pháp. Một góc lịch lọc, nắp sau như thế này, hàng hiệu nha. Dây đúc. Size 22. Đó, lên như thế này cho em đẹp chưa? Có lịch luôn. Phơm tay là 15 năm đổ về. 350 còn 170. U86. U87. Lên cho em cái này bị hết pin, thay pin rồi đi đơn của nhà Lancet nè. Bữa trước bán 300. Đó, Citizen Lancet. Vỏ đồng cổ. Dây về sao bên em để dậy, dây còn đẹp. Size 30,5, thay pin rồi đi đơn, 150. U87. U88. Cái này bữa trước em bán 400. Đây. Recoil mạ vàng trắng với vạ vàng 18k đồ mi. Đằng sau như thế này. Đẹp chưa? Lên tay cho em nè. Recoil hàng xịn đồ mi á. Cái này foam dây 15 thôi nha mọi người. Làm thêm mắt bên em thêm tính thêm phí. Chứ này em bán cho mình 160 thôi. U88. U89. Cái này bữa trước em bán 400. Con này con đờ mi. Khâu re ré đờ mi. Size 31-3 đằng sau như thế này. Phơm dây 15 năm đủ về cho em. Làm thêm mắt bên em tính thêm phí. Em đang đeo rộng á. 200 cho em U89. Rồi giờ em qua xả giày nha mọi người ơi. U90. Đồng giá, giày đồng giá luôn. Đây, form 415. Gót tầm 3 phân. Có nẹp đây. Hiệu Boy London mới in khôi ra. 415, 41 cũng đi được luôn. 150 đồng giá. U90. U91. Cái đôi này size 43. Ù, cái đôi này là hồi bữa bán 300 lận nè. 300-400 ngàn già mội nha. Size to 45. Ê là 43. Đó, gót hài luôn. Đế đung còn nguyên. Đế đung còn nguyên luôn cho em. Cái đôi này em xả 200. 200 đi chứ 150 là lỗ sặc máu mũi. 200 cho em U91. U92. Tới cái đôi này. Xịn đẹp. Cái này là nó tượng trưng thôi, mình có thể thọt tay thọt chân vô mà khỏi cần phải mở. Đằng sau mấy in khô rà, đế đung còn nguyên, gót nó tầm 3 phân. Size 41 mới tinh. Đôi này 200 luôn đi, đôi này bữa trước em bán 400 nè, xả 200. 200 cho em
U92, U93. Tới cái đôi này. Đôi này gót nó cũng tầm 2 phân rưỡi 3 phân. Nó có thông hơi, đây là hoa văn dạng cục dây. Gót gỗ size 41. Đôi này em xả luôn 160. 160.000 cho em nha. U nhiêu đây? U93, U94. Lên cho em đôi này. Đây. Size 41. Size 41 nha, cái này là để em bẻ form lên cho, tại để nó đè lên á. Size 41 cho em gót tầm 2 phân rưỡi. 150. Mới tinh tình tình luôn, 150 cho em. U94, U95. Tới cái đôi này. Trăm rưỡi luôn. Size 41 nha. Gót tầm 2 phân. 150 cho em. U95, U96. Cái đôi này luôn 150. 150 luôn cho em. Nó là dạng có thông hơi cột dây hoa văn nữa nè. Nó mới khô rà. Size 41 ấy, size 43. 150 luôn nha, size 43 dạng cục dây. U96, U97. Cái này cũng cục dây luôn cho em, size 40 nè. Da xịn, dạng cục dây da xịn nha, đẹp. Gót nó tầm 2 phân rưỡi. 170, U97. Rồi U98. Tới cái đôi này. Cái này size 415. Hiệu tên đi da xịn, bản cục dây. Gót tầm 2 phân. Đó. Cái đôi này xả cho mình 160. 160 cho em, da mềm nha. U98, U99. Cái đôi này dạng mồi. Dạng mồi cho em, size 41. Gót tầm 2 phân, có nẹp, 150. 150 cho em, U99. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.